还没好好翻一翻那错过的几年，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。丢丢，em thật sự không thể ăn đồ Nhật được đâu. Bữa trưa anh tới, anh đưa em đi ăn đồ bổ dưỡng nha. Anh đang nói nghiêm túc đó. Chút nữa anh tới, ha. Tiểu Lâm, mang giày cao gót tới đây cho tôi. Tiêu Tiêu là đôi này phải không? Ê, sao gót cao quá vậy? Đôi giày này cao bao nhiêu? 12cm. 12cm lận hả? Cô ấy đã cao như vậy rồi còn mang giày cao quá để làm gì? Đâu cần cao tới mức đó. Các cô có gì để xuồng hay không vậy? Nhiếp ảnh gia à? Anh không phải đi làm hả? Dù anh không phải làm việc nhưng tôi thì vẫn phải làm. Tại sao em cứ... Được rồi, được rồi, anh sẽ đi liền. Nhưng mà em phải nhớ là đừng kích động quá nha. Bây giờ em phải giữ tâm trạng vui vẻ, thật vui vẻ ha. Chút nữa 12 giờ anh sẽ tới đón em. Giờ anh đi trước ha, anh đi đây. Anh ta theo đuổi cô hả? Ai mà biết anh ta muốn gì chứ. Bây giờ có người theo đuổi bạn gái như vậy sao? Đúng ra phải tặng quà, tặng trang sức. Còn anh ta... Nè, sao giờ gần đây Lộ Dương Phong cứ bám chặt lấy cô vậy? Sao tôi biết được? Nè, 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 khoan đã, đợi tôi một chút. Sao em không đợi anh chứ? Anh đã giỡn đủ chưa vậy? Anh không sao chứ? Sao em không đợi anh? Tôi đang hỏi tay của anh có bị sao không kìa. Đau quá à. Khải Văn à, không cần đi ăn nữa, tới bệnh viện thôi. Làm ơn lên xe đi. Ờ. Thôi chết, không kịp giờ rồi. Chút nữa tôi sẽ đi mua đồ ăn. Mọi người ăn trên xe luôn. Nè, đằng trước có cửa hàng thức ăn nhanh đó. Em không được ăn thức ăn nhanh đâu. Không phải, ý của anh đó là nếu mà em ăn thì cũng phải ăn món có dinh dưỡng một chút chứ. Ví dụ như là món canh gà nè, hoặc là giò heo. Em muốn ăn gì cũng được. Em cũng có thể ăn bắp rang nè, không thì các món canh rau. À, hay là đợi em làm xong việc của em rồi anh sẽ dẫn em đi ăn nha. Ừ.
Phương Mai. Phương Mai. Con trai tôi đã tìm ra con trai của Hà Hán Sơn rồi đó. Hà Dĩ Thông. Sao vậy? Là họ hàng xa của cô sao? Không phải, chỉ là một người bạn cũ đã mất liên lạc nhiều năm thôi. Hai ngày trước tôi có gặp một cậu thanh niên trông rất giống ông ấy, cho nên muốn xác nhận lại xem có đúng không. Cảm ơn chị nhiều nha. Cô đừng có khách sáo như vậy, tôi về nha. Cũng quen lại múi giờ ở đây rồi. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ chính thức chuẩn bị cho hôn lễ. Ăn cơm đi. Sao anh không hào hứng chút nào hết vậy? Có gì mà phải hào hứng, chỉ là tổ chức một lễ cưới thôi mà. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thì ra là thật. Mới kết hôn không bao lâu anh đã mất hết cảm xúc rồi. Không lẽ hôm qua em vẫn chưa hài lòng hả? Sao anh có thể nói mấy chuyện đó với bộ mặt tỉnh như vậy chứ? Em nên sớm làm quen đi. Phải rồi, có một chuyện liên quan tới lễ cưới. Chuyện gì vậy? Lão Duyên mới sáng sớm đã gọi điện đánh thức anh. Cậu ấy không muốn làm chủ hôn nữa. Hả? Dĩ Thâm, Dĩ Thâm. Tối qua em đã viết xong thiệp mời rồi nè, quên không đưa cho anh. Hôm nay anh gặp người nào thì đưa cho người đó nha. Em phân chia tài sản sao? Chữ đẹp không? Chữ viết của em như vậy anh ngại đưa cho mọi người lắm. Anh đã không viết thì thôi, còn bày đặt chơi người ta nữa là sao chứ? Ai, mấy cô nhiếp ảnh gia người nào cũng bay nhảy riết quen rồi, vừa mới gọi tới đã trốn mất tiêu. Tuy không ảnh hưởng đến công việc nhưng mà thói quen đó không hề tốt chút nào. Xin lỗi tổng biên tập Trương, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi, tôi tin cô. Mời chị đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Mới đây mà đã tổ chức hôn lễ rồi sao? Chúc mừng cô nha Mạc Sến. Cảm ơn. Xem ra chi phí cho luật sư của tòa soạn nên được giảm giá một chút rồi. Chắc chắn tòa soạn của chúng ta sẽ là hội viên cao cấp của văn phòng luật. Đẹp quá à. Ơi, đẹp quá, sắp có thôi rồi. Thì bà biết cái này đẹp nè. Sao đẹp thiệt đó. Sang trọng thì hào phóng. Trời ơi, mà tôi nói trước nha, quy tắc của tòa soạn chúng ta là chỉ ăn thôi, không có gửi tiền mừng đâu đó. Thấy chưa? Đúng là keo kiệt mà. Chúng ta cũng nên có một chút thành ý chứ. Ít ra cũng phải mừng 8 hay là 10 đồng. Nè, mỗi tháng tôi phải trả tiền thuê nhà nhiều đó nha. Tiền thuê nhà của cậu 8 hay 10 đồng hả? Kèo kiệt quá đi. Thiệp mời này đẹp quá à. Coi nè. Chữ viết trong thiệp cũng đẹp coi nha. Đây là chữ viết của đại luật sư nhà cô đúng không? Nhìn đẹp thiệt. Anh ấy chỉ viết có vài cái thôi, viết được vài tấm thiệp thì nói bận. Vậy là anh ấy không chịu viết tiếp nữa. Những cái còn lại đều là tự tay tôi viết từng tấm một đó. Vậy anh hả? Ấy đưa tôi danh sách khách mời. Rất là dài luôn. Chữ viết trong tấm thiệp này chắc chắn là do cô viết rồi. Chữ gì mà xấu quá đi. Chữ thôi mà, đọc hiểu là được rồi. Nè, danh sách mà đại luật sư đưa hả? Khách mời bên nhà trai chắc đều là những anh chàng tài giỏi, độc thân, hấp dẫn. Vì vậy các mỹ nữ độc thân của tòa soạn chúng ta nhất định phải đi. Nếu không chừng sẽ kiếm được anh chồng giàu có ở đó. Cô bị tài quá đi. Cái sàn này đúng thiệt là rất đẹp nha. Nhìn thì nó hơi cũ nhưng mà rất có phong cách đó, đúng không? Tôi đang nghĩ đến một vấn đề. Có phải chúng ta nên đặc biệt chuẩn bị một bộ lễ phục không hả? Tôi nói có đúng không? Mọi người nghĩ coi, bạn của đại luật sư Hà đều là những anh chàng tài giỏi trong giới luật. Đến lúc đó chúng ta không thể ăn mặc tùy tiện được. Nếu không sẽ bị người ta coi thường đó, có đúng không? Phải bỏ tiền ra để mua một bộ đồ tây hả? Vậy lãng phí tiền. Chỉ đó. Có vài ba đồng mà đòi mua đồ tây hả? Ý của tôi là áo khoác ngoài đó. Chuyện đó không quan trọng đâu. Mọi người muốn mặc sao cũng được. Người làm nghệ thuật như chúng ta chủ yếu là dựa vào khí chất, không cần so sánh với họ. Đúng là như vậy. Nhưng mà chị vẫn phải đi mua đồ mới. Chiều nay cô có rảnh không? Không rảnh.
tôi có thể nói không rảnh được không? Chúng ta cùng đi nhé. Có phải cô muốn tôi làm phụ dâu hay không? Tôi đã làm phụ dâu 3 lần rồi, không thể làm nữa. Nếu làm nữa thì sao tôi lấy chồng được? Phải đâu. Cô tìm Tiêu Tiêu đi, người mẫu chân dài nổi tiếng, cô ấy mà làm phụ dâu cho thì thật là tự hào. Đương nhiên là tìm cô ấy rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu một người. Đúng ra hai đồng nghiệp của Dĩ Thâm, một người đã đồng ý làm phù rể cho tôi, người còn lại làm chủ hôn. Nhưng bây giờ người làm chủ hôn đột nhiên nói anh ấy vẫn còn trẻ, không muốn làm chủ hôn cho chúng tôi nữa. Đàn ông các anh đó, sao lại dễ thay đổi như vậy chứ? Đúng rồi, có rồi nha. Đàn ông mấy anh đó đủ cả nóng thì có đâu đâu. Sao hả? Cậu nhìn tôi đi, có phải vẫn còn rất phong độ hay không? Nhưng mà Lão Duyên à, tôi thấy chú rể là Hà Dĩ Thâm chứ không phải là cậu. Cậu chỉ là chủ hôn thôi, có cần làm quá như vậy không? Cậu không biết thì đừng có nói, bày đặt nói này nói nọ nữa. Người chủ hôn chính là đại diện cho những người cao tuổi, bởi vậy cho nên tôi phải làm phụ rể thì mới có người để ý đến tôi, cậu hiểu không? Cơ hội lần này cậu đừng hòng hưởng một mình à. Cậu, không ngờ cậu đánh giá tôi quá cao. Trong buổi hôn lễ, cậu chỉ cần mặc một bộ đồ tây bình thường là được. Tôi thấy cậu quá chân diện rồi đó. Ngay cả cô dâu còn không chân diện với cậu nữa. Bình thường thôi hả? Hà Dĩ Thâm chỉ kết hôn một lần, sao có thể ăn mặc tùy tiện được? Hơn nữa, phụ dâu của Mặc Sên là Tiêu Tiêu đó, cô ấy đẹp như vậy, chúng ta không thể để cô ấy biến chúng ta thành kẻ ngốc được. Người đẹp à, ở chỗ cô còn bộ đồ nào phù hợp với tôi hơn hay không? Có hay không có, cô trả lời đi. Tôi không hiểu. Trời ơi, luật sư Hà, bộ vest này rất hợp với dáng người của anh luôn đó. Lấy tôi bộ này và hai bộ tôi thử lúc nãy nữa. À, được, được, được. Vậy cà vạt và khuy ma xếp hồi nãy anh thấy làm sao? Trừ cái màu đó ra, tôi lấy hết. À, được, được, được. Vậy anh chờ một chút nha. Đẹp trai thiệt á. Cũng được đó. Đàn ông sắp kết hôn, đúng là rất đẹp trai. Tôi thấy tôi mặc cái gì cũng vô ích thôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, bao nhiêu năm rồi tại sao không có ai để ý tới tôi. Nhìn cái gì? Đều là tại cậu hết đó. Nam thần, cậu đẹp trai như vậy bạn bè nào mà sánh kịp cậu. Cậu còn muốn cái gì nữa hả? Hay là chúng ta kết bạn đi. Cho tôi số điện thoại, WeChat, QQ cũng được. Email chắc được rồi ha. Chụp chung tấm hình nữa chắc là không sao chứ. Tại sao vậy? Nè, tên cậu là gì vậy? Nam Thần, thanh toán bộ này cho tôi luôn nha. Kỳ gần nhất là khi nào? Hả? Kỳ gần nhất là khi nào? Là tháng trước. Chính xác là ngày mấy? Tôi cũng không nhớ. Muốn hay không? Hả? Tôi hỏi cô có muốn đứa bé hay không? Muốn. Không muốn. Trước tiên là đi siêu âm, sau đó xét nghiệm máu.
Nè. Nè. Nè nè nè. Em Tiêu. Nè, anh tới đây làm gì? Không được kêu tên tôi, biết chưa? Em tới đây thiệt hả? Anh nhiều chuyện quá. Anh không đồng ý. Anh đã nói là anh sẽ cưới em rồi. Em không thể làm vậy được. Anh bị điên hả? Đứa bé này là con của tôi, có liên quan gì tới anh chứ? Sao lại không liên quan tới anh được hả? Đây cũng là con của anh mà. Anh còn dám nói nữa sao? Anh dám thú nhận mọi chuyện, tất cả đều là tại anh. Tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có nổi điên nữa. Hôm nay tôi... Em dám. Nếu mà em dám làm vậy á, bây giờ anh sẽ la lớn tên em ra cho cả thế giới biết chuyện này luôn á. Anh dám. Em ngon thách thức anh đi. Đúng là cái đồ thật kinh. Tổ chức đám cưới ở công viên hả? Bao nhiêu tiền vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao cô lại biết chọn chồng như vậy? Cũng bình thường mà. Tôi cũng muốn được giống như cô. Rồi sẽ có thôi. Nè Diễn Phong, tôi qua đó nha. Hả? À. Sao vậy, có chuyện gì? Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Chuyện vui hả? Là chuyện vui gì vậy? Cô biết rồi sao? Đây, gửi anh nè. Của ai đây? Của tôi đó. Luật sư Hà, Hà Dĩ Tâm đúng không? Chúc mừng hai người, thật là tốt quá rồi. Có thể đi đăng ký kết hôn, đăng ký rồi có thể sinh con hợp pháp. Kết hôn đúng là tốt quá rồi. Anh đang nói gì vậy? Hai người chưa kết hôn thì làm sao có con được? Anh sao vậy Diễn Phong? Hôm nay anh lạ thiệt nha. Tóm lại tới hôm đó anh nhất định phải đưa Dĩ Mai tới dự. Dĩ Mai? Xảy ra chuyện gì sao? Hai chúng tôi đã chia tay rồi. Sao mà nhanh quá vậy? Cũng không nhanh lắm đâu. Chúng tôi chia tay được một thời gian rồi. Tôi không sao đâu. Chắc chắn tôi sẽ dừng hôn lễ mà. Mọi người, có tin đồn mới nè. Tiêu Tiêu bất ngờ có thai. Hả? Cái gì? Có thai hả? Tiêu cũng vậy. Còn có bình luận nữa coi nè. Phải không? Vậy vậy thì biết là ai thì nhiều bình luận nào nè. Làm gì có chuyện đó chứ. Đương nhiên là mình không có thai rồi. Trời ơi, mấy tờ báo lá cải đó, cậu tin là cái gì cũng biết nữa. Mình... Cậu có phải là bạn của mình không vậy? Được rồi, là mình sai. Bởi vì mình không tin nên mới gọi điện an ủi cậu mà. Vậy nha, mình cúp máy đây, tạm biệt. Có thai, làm gì có chuyện đó. Tiêu Tiêu của chúng tôi tuần nào cũng ăn lẩu mà còn đặc biệt ăn cay nữa. Hay là hôm nào chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa đi. Tôi mời, giờ ở chỗ cũ nha. Được, quyết định vậy đi. Tạm biệt cô. Phải xử lý vụ bê bối ngay lập tức. Để xem có thể chi tiền cho đám phóng viên ngầm miệng lại được không. Xử lý cái gì chứ? Tổ chức mấy bộ họp báo là xong thôi mà. Chuyện này không phải á. Anh nghe nói cái gì chứ? Sao anh cứ ám tôi hoài vậy? Không phải mới đi vài tiếng thôi sao? Bộ hôm nay anh không đi làm hả? Hai ngày trước mặt sẽ đi Mỹ công tác. Anh làm giúp cô ấy mấy ngày cho nên hôm nay được nghỉ bù. Anh đã biết tin rồi. Anh biết tin cái gì chứ? Được rồi, không có tin gì hết. Em bớt giận đi, tuyệt đối đừng nổi nóng nha. Khải Văn. Hả? Bây giờ anh gọi cho giám đốc sản xuất, báo cho họ một tháng sau tôi sẽ tham gia đoàn làm phim. Tôi sẽ không vì mấy chuyện dớ dẫn này mà bỏ diễn đâu. Vậy nha. Em muốn làm thiệt hả? Nếu không thì sao hả? Vì chuyện này mà sự nghiệp của tôi có thể sụp đổ đó. Anh có biết tôi đã cố gắng ra sao để có được ngày hôm nay không? Được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm mà cách nào? Anh Tiêu, tốt nhất nên chặn miệng bọn họ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Nghe nói hai hôm nay rau cải đều rẻ, cô đã mua chưa? Rẻ đi rồi. Mua rồi, mua rồi. Mấy cô xem rau này có tươi không? Nhìn tươi ghê đó. Thôi đúng vậy, thịt gà thịt vịt á thì không có ăn nhiều, nhưng mà phải ăn cá đó. Nhưng mà rau á đôi khi cũng có thuốc trừ sâu đó. Tôi nói cho cô biết, rau nào mà không có thuốc trừ sâu chứ. Mà bây giờ thì cũng đâu còn cách nào khác đâu. Ăn rau cũng không được, mới ăn thôi chứ biết sao vậy. Mà gần đây á, tôi thấy bọn trẻ kết hôn ngày càng nhiều ha. Lễ cưới cũng chăm chút hơn nữa. Đúng vậy, tôi nghe nói á, thằng bé luật sư con nhà ông Hà cũng sắp cưới rồi đó. Tôi nói dĩ thâm đó hả? Tết Nguyên Đán năm ngoái á, tôi còn thấy vợ chưa cưới của thằng bé nữa. Trời ơi, con bé mắt to dễ thương lắm luôn á. Thiệt hả? Không biết hai đứa đó tổ chức hôn lễ đâu ha. Tôi nghe nói họ nhà gái cũng là người ở đây đó. Các cô đang nói chuyện gì vậy hả? Cô về rồi hả? Hôn lễ của con trai nhà chị. Vậy sao? Vừa mới chợp mắt con cái đã kết hôn rồi. Tôi còn nhớ bộ dạng thằng bé lúc mới chào đời. Tiếc là ba mẹ ruột của nó không thấy được. Trời ơi, đừng có nhắc mấy cái chuyện đau lòng đó nữa. Ba mẹ thằng bé trên trời sẽ biết, cũng sẽ thấy an ủi một phần. Đúng đó, đúng đó. Nhà anh chị nuôi thằng bé từ nhỏ tới lớn cũng vất vả mà, làm vậy tốt lắm rồi, thiệt đó. Đúng vậy, chúng ta đều là nhờ phúc của con cái. Tôi không có liên quan tới chuyện này. Không phải ông chính là giám đốc ngân hàng đó sao? Ông đã hứa cho ba thằng bé gia hạn cả lỡ, nhưng mà ông vẫn để cho người ngân hàng đó tồn tại lâu biết làm sao? Đúng vậy, chuyện xảy ra như vậy tôi đã đồng ý cho mấy kéo dài thời gian trả nợ là do chủ xây dựng và chủ vật liệu kiếm ông bé để đòi nợ. Thì cũng phải chạy trốn lên sân thượng của công trình để bị ngã xuống chết như vậy. Trả nợ theo quy định của ngân hàng hay sao? Thế vẫn cách một mình tôi nữa. Tôi cũng chỉ là làm chứng cho cho giai của ngân hàng thôi. Bé sẽ không gặp biết kịch này rồi. Nè, vậy hai đứa có tính tổ chức hôn lễ tại nhà cô không hay là đi Thượng Hải? Làm ở Thượng Hải, hai đứa nó đều làm việc ở đó. Bà mẹ của hai đứa cũng từ Thượng Hải chuyển về đây mà. Mà ở đây cũng không có bà con thân thích nên tổ chức ở Thượng Hải luôn. Nhưng vậy cô nhớ chia bánh kẹo cho chúng tôi đó nha. Nếu cô bận quá thì nói với chúng tôi đến giúp một tay ha. Đương nhiên rồi. Còn nữa, cô tổ chức lễ cưới chắc là bận lắm hả? Nếu có gì cần chúng tôi giúp thì cứ gọi chúng tôi một tiếng. Chào mừng quý khách đến cửa hàng. Mời xem tự nhiên. Ở đây chúng tôi vẫn còn rất nhiều hàng chưa bày lên. Anh chị đến cửa hàng Thiên Miêu để xem thêm nha. Bộ này rất phù hợp với phong cách mà anh thích nè. Đi xem tiếp. Bộ này thì sao? Nè, bộ này. Chọn bộ này đi. Vậy người kia cô trả lời đi. Nếu lần này cô thật sự quyết định thì gật đầu một cái. Tối nay tôi sẽ soạn xong hợp đồng. Vậy đi. Mấy ngày nay tôi cứ thấy dạ dày khó chịu. Sao anh ta lại ở đây? Anh nói với anh ta hả? Thiệt, tôi chỉ lỡ miệng nói thôi. Hay là hai người cứ nói chuyện đi. Đúng rồi, tôi phải về chuẩn bị hợp đồng đây. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi nha. Đây là bảng lý lịch của anh. Còn đây là bằng tốt nghiệp nè. Đây là các giải thưởng mà anh đã đạt được. Có hình chiếc cúp nữa. Đây là giấy tờ bất động sản. Còn cả tiền lương của anh 6 năm qua luôn. Còn đây là giấy chứng nhận đóng thuế cá nhân của anh. Không phải. Anh có ý gì vậy? Những thứ này liên quan gì tới tôi? Còn nữa. Còn nữa. Ba mẹ anh chỉ có duy nhất một mình anh là con thôi.
Mặc dù anh chưa từng sống dựa dẫm vào họ, cũng không có ý định kế thừa sự nghiệp của ba anh, nhưng mà tất cả những thứ này cũng sẽ thuộc về đứa con tương lai của anh hết. À, vậy chuyện này có liên quan gì tới tôi chứ? Đây chính là trách nhiệm mà anh phải đảm đương. Chỉ cần em chịu giữ lại đứa bé thôi, sau này tất cả những thứ này sẽ thuộc về em. Anh sẽ giao hết cho em, không giữ lại gì cho mình hết. Mỗi tháng em chỉ cần cho anh 600 tệ tiền xăng và tiền ăn uống là đủ rồi. Nhưng mà nếu em muốn đưa cho anh nhiều hơn, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Mệt mà. Em chỉ cầm có một cái túi thôi mà than mệt. Mặt sen. Thiếu Mai, cậu làm gì ở đây vậy? Khoan đã, cậu nghe mình nói nè. Trước cửa nhà mình có một con chó điên, nó mặc vậy bám theo mình, mình thật sự không thể chịu nổi nữa. Chào anh. Dược lớn quá. Mặt sên nè, phụ nữ kết hôn đúng là khác biệt. Nhìn từ đầu tới chân của cậu toàn là màu hồng không à. Nè, đôi mắt của cậu cũng sắp biến thành trái tim rồi đó. Cậu đừng có chọc ghẹo mình nữa mà. Cậu mau nói thật với mình đi. Vụ tai tiếng của cậu là sao đây? Có phải là giống như lần trước bị người khác hại không? Chuyện lần này đó hả? Lần này mình không bị người ta hại đâu. Mình có thai rồi. Thật hay giả vậy? Bạn trai cậu là ai? Trời ơi, bạn trai cái gì chứ? Không phải là bạn trai sao? Là Lộ Diễn Phong đó. Lộ Diễn Phong? Mình đã uống rượu, thật sự uống rất say. Nhưng anh ấy chỉ vừa mới chia tay với Diễm Mai thôi mà. Nếu mà cậu thật sự muốn hỏi về chuyện này á, thì phải trách Hà Dĩ thăm nhà cậu đầu tiên. Cho nên anh ta đừng có trách mình chiếm giường của anh ta. Chuyện này liên quan gì tới Dĩ Thâm? Được rồi, để mình kể cậu nghe. Sau khi Lộ Diễn Phong bị Hà Dĩ Mai đá, liền chạy tới chỗ mình khóc lóc sùm. Anh ta còn hỏi mình rốt cuộc người trong lòng cô ấy là ai. Tiêu Tiêu, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai hả? Sao lại khiến Dĩ Mai đau lòng tới vậy? Nếu hắn không thích Dĩ Mai thì tại sao không chịu buông tay cô ấy chứ? Cuối cùng ai là người không chịu buông tay đây? Chính Hà Dĩ Mai đó, được chưa? Người đàn ông đó đã từ chối cô ấy nhiều lần rồi. Nếu đổi lại là anh, bị một người mà mình không thích quấy rầy hơn 10 năm, anh sẽ làm gì để cô ta từ bỏ hy vọng đây? Tôi hỏi cô, người đàn ông đó là ai mà? Tôi thật sự không hiểu. Tôi có chỗ nào không bằng người đàn ông đó chứ? Nếu để tôi phải nói thì anh không có điểm nào sánh bằng với người ta hết. Thôi đừng so sánh nữa. Nè, anh xem, xét về mặt ngoại hình, chắc chắn người đàn ông đó hơn anh gấp trăm lần luôn. Còn xét về khí chất, anh làm gì có khí chất. Còn nếu tiếp tục xét về năng lực và thu nhập, tốt nhất là đừng so sánh. Người ta hoàn hảo từ đầu tới chân, còn được gọi là nam thần. Tốt nhất anh đừng gặp. Nếu mà anh gặp á, lại càng đau lòng hơn. Mình không nói cho anh ta biết người kia là Hà Dĩ Thâm. Sau đó mình đã khiến anh ta tức phát khóc. Rồi tụi mình đi uống rượu, uống rồi lại uống, cho tới khi chỉ duy nhất một lần đó thôi, chỉ một lần thôi, mình cũng không biết tại sao, mới có một lần mà. Vậy Lộ Diễn Phong giờ sao rồi? Anh ta
Lúc đầu thì bị mình dọa cho một trận, nhưng mà hai ngày hôm sau không biết bị cái gì nữa. Anh ta đã nhiều lần chạy tới tìm mình, nói là muốn chịu trách nhiệm. Anh ta nói vậy thật hả? Ừ. Vậy bây giờ cậu tính sao đây? Mình mặc kệ thôi. Dù sao thì mình cũng không thể sinh em bé ra được. Cho nên sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, hai người mạnh ai nấy lo. Nè, không phải cậu cũng giống Lộ Diễn Phong, sống chết bắt mình phải giữ lại đứa bé đó chứ? Cậu suy nghĩ kỹ một chút có được không? Mình đã hết cách rồi. Mình không thể nào trở thành một bà mẹ đơn thân được đâu. Hơn nữa, cho dù anh ta muốn chịu trách nhiệm, vậy thì phải làm sao đây? Hôn nhân đâu phải là chuyện của hai người, mà còn liên quan tới gia đình hai bên, ba mẹ, họ hàng, còn tài sản và công việc nữa. Những thứ này không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu Mạc Sinh. Lộ Diễn Phong nói có thể chịu trách nhiệm, nhưng anh ta chịu trách nhiệm nổi không? Anh ta vốn không hề nghĩ tới bản thân sẽ gặp rắc rối. Vậy phải làm sao? Phải làm sao hả? Vậy thì mình cứ tiếp tục làm mặt dày, ở nhờ nhà các cậu nửa tháng nữa nha. Tới khi giải quyết xong đứa bé, không phải mọi chuyện sẽ qua hết sao? Cậu không được đuổi mình đi đâu đó. Mình đang lo cho cậu chết đi được, sao đuổi cậu đi được chứ? Cậu đó. Nửa tháng sau. Chắc là anh đồng ý có đúng không? Từ hôm nay cho đến trước ngày chúng ta tổ chức hôn lễ, trong khoảng thời gian này Tiêu Tiêu muốn ở lại đây. Cô ấy còn muốn ngủ trong phòng của anh nữa hả? Tâm trạng của cô ấy không được tốt, cho nên em phải ngủ với cô ấy. Lý do? Hay quá ha. Chỉ vì một lý do bí mật nào đó mà em để anh ngủ ở trong phòng khách nửa tháng sao? Đi mà, em năn nỉ đó. Ông xã Hà à, anh là người tốt nhất trên đời. À, đúng rồi. Em vừa nghe Tiêu Tiêu kể chuyện của Dĩ Mai. Là chuyện gì? Dĩ Mai và Diễn Phong hình như chia tay rồi. Hơn nữa là do Dĩ Mai đề nghị. Sao hôm nay anh lại mời em ăn cơm vậy? Sao hả? Có chuyện gì sao? Dạo này em sống có tốt không? Dạ rất tốt. À đúng rồi, chắc là anh cũng biết tin từ Mạc Sơn hả? Em vừa mới chia tay với Diễn Phong. Là cậu ta đề nghị? Không phải, là em đề nghị chia tay trước. Xin lỗi, em không biết cái này là đồ thật. Mình chia tay rồi, đồ đắt tiền như vậy em phải trả lại cho anh. Em không cần tính toán như vậy với anh đâu. Cứ coi như là quà sinh nhật anh tặng trước cho em. Cái này rất quý giá, em không thể nhận được. Thôi được, anh sẽ nhận lại, nếu như điều đó làm cho em thoải mái hơn. Em không cần xin lỗi. Hai người ở bên nhau không phải là đôi bên tình nguyện sao? Ở bên nhau thì tốt, chia tay cũng không sao. Chỉ cần nói rõ với nhau là được. Hơn nữa, em cũng không cần phải xin lỗi anh làm gì. Ban đầu anh thích em cũng là do cam tâm tình nguyện. Sao vậy? Nếu như vấn đề là ở anh ấy, anh sẽ tìm Diễn Phong để hỏi tội hả? Đây không phải là việc mà anh trai nên làm sao? Đúng vậy, không sai.
Nhưng mà hoàn toàn là do em đã phụ lòng anh ấy. Lúc trước công việc của em quá bận, tâm trạng lại có chút không ổn định. Vì vậy... Nhưng mà sau này em sẽ cố gắng không phụ lòng người khác nữa. Anh yên tâm đi. Anh vẫn luôn yên tâm về em. Vậy sao? À đúng rồi, em đã đổi công việc khác. Đổi gì? Em không làm phát thanh viên nữa. Bắt đầu từ bây giờ, em phải làm việc mà bản thân em thật sự thích. Em gọi món đi. Tiêu, Tiêu lộ tới rồi kìa. Anh không biết tôi đang trốn bên tay sao? Đi đi, nhanh lên. Đi đi. Nhưng mà chúng ta đi đâu? Tới chỗ bạn học của tôi. Ê, khoan đã. Bạn của cô sắp kết hôn mà, vợ chồng người ta ở bên nhau, cô đến làm kỳ đà gã mũi sao? Trời ơi, lúc học đại học tôi chưa từng thử, bây giờ thì tôi sẵn sàng làm kỳ đà, được chưa? Đi nhanh lên. Đi đi đi. Quá, đồ ăn ngon quá đi. Thêm một chén canh nữa. Hay à. Nè, sao hai người ăn ít quá vậy? Không cần khách sáo đâu, tự gấp thức ăn đi. Nè, ăn nhiều vô. Nhiều chút đi. Sao bàn này nhanh quá vậy? Để nó qua đây, để nó qua đây. Có chuyện. Bắt con kia, bắt con kia, nhanh lên. Trời ơi, bắt vậy được cũng rồi. Là không được nữa. Cái đuôi kìa. Ở đây nè, bên này nè. Chết rồi, thua rồi. Chút, chơi lại, nhanh lên. Được rồi. Nếu thua bạn này thì hôm nay cũng ngủ ở ngoài. Không được, thua rồi kìa. Chết rồi, tại cậu hết đó. Cậu chơi dở thiệt. Nè, cái này. Chán cậu thiệt. Ông xã, uống trà nè. Cuối cùng cũng nhớ tới anh hả? Được rồi. Nhưng mà trước khi kết hôn, chúng ta không được gặp nhau mà, không phải sao? Được rồi, đừng giận nữa. Anh nghĩ em nhường phòng cho cô ấy. Em ở đây với anh. Vậy thì ngại lắm đó. Được rồi, ông xã Hà ở đây làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ nha. Em đi đây. Em không giận nữa đâu. Sao vậy? Cô ấy tới hả? Không sao, tới đây. Tiêu ra bây giờ. Không có mà. Mình cứ tưởng tối nay mình có thể độc chiếm cái giường này rồi chứ. Cậu cho rằng mình là người không có nghĩa khí hả? Không phải cậu không có nghĩa khí, cậu là người trọng sắc khinh bạn. Từ lúc còn học đại học cậu đã vậy rồi mà. Nè, chân cậu lạnh quá hả? Xích qua bên kia chút đi, mình đang là phụ nữ có thai đó. Bây giờ không bị bệnh được đâu, mình không được uống thuốc mà. Nhanh lên, xích qua bên kia đi. Được rồi. Thiếu Mai nè. Mình thấy cậu cũng quan tâm tới đứa bé này mà. Cậu nghĩ xem, cậu có thể thử hẹn hò với Lộ Diễn Phong, sau đó thì kết hôn. Thực ra con người Diễn Phong cũng rất tốt.
Không được đâu. Tại sao vậy? Giữa hai tụi mình không có tình yêu. Cứ cho là mình và Diễn Phong đang yêu nhau. Nhưng mà sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết. Gia đình, công việc. Còn nữa, cậu có biết không? Hôm nay ba mẹ anh ta còn tới phim trường gặp mình nữa. Anh ấy nói chuyện với ba mẹ rồi sao? Chắc là như vậy. Nè, cô nhìn qua đây đi. Đúng rồi. Tốt lắm. Mắt biểu cảm hơn một chút. Trang điểm cho cô ấy. Cậu qua đây. Hơi lệch một chút rồi. Để tôi khoác áo cho cô nha. Tiểu Lâm, họ là ai vậy? Họ nói là đến đây để xem cô chụp hình. Họ nói họ người nhà họ Lộ. Họ Lộ chứ? Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục. Có chắc đó là ba mẹ của Diễn Phong không? Họ Lộ là một họ hiếm của nước ta mà. Hơn nữa mình thấy họ có vẻ là người có học thức rất cao. Gia đình của Lộ Diễn Phong làm nghề gì vậy? Trước kia mình có nghe tổng biên tập nói, hình như gia đình họ làm về học thuật thì phải. Nghe nói là họ còn hay chơi đồ cổ nữa. Vậy là gia đình trí thức rồi. Nếu vậy gia đình họ càng không thể chấp nhận công việc người mẫu của mình. Hai người ở bên nhau không có sự chúc phúc của ba mẹ thì làm sao được chứ. Nè, bản thân cậu cũng đâu có tệ, cũng tốt nghiệp ở trường Hoa mà. Không đúng. Thôi, mình nghĩ đi đâu vậy không biết. Mình cũng không có tính kết hôn với Lộ Diễn Phong mà. Thôi đi, đi ngủ nhanh lên. Ngủ ngon. Ting放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？ 再一万次你会回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。 沿海岸线终结，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。 终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。